Eo, chơi sam bé không? Ý? Chơi sam bé không? Cái này chơi như nào hả ông? Ông chỉ cần lấy ngón tay cái của ông giữ sau đó họ thả ra để cưỡi một con vật khác. Nếu như ông cưỡi một con vật đó quá lâu thì ông nó sẽ tức điên lên. Hả? Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn nha, lại là mình Trung P Shooter đây. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục với series Stampede này. Đây là kết. Và đoán xem chúng ta đoán xem điều gì xảy ra đi. Đó chính là bé Châu đã chào đời. Psychic. Let's go. Get go. Animals behave in different ways when they get angry. Nhưng đi người sao lại là con Châu, con voi. Làm cặp thôi nè, làm cặp để con thường bỏ tót này nè. Where are you, elephant? Ha ha, tối rồi cũng chúng con voi đeo vương nha. Ok nha, bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người. New costume. New costume. Let's go. Let's go. Oh no, 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 no. Fire. Freda, okay. Luôn. Oh my god, my goodness. Stop it. Stop it. 1778 mét à. Ok. Time a boss. Retry. Không biết có ai chơi chơi game này giống như chơi Stampede rồi. Khang thì Khang cũng chơi game này từ hồi Khang cũng chơi game này từ hồi mà Khang chưa quen mình. Cái hồi mà mình bắt đầu làm YouTube là từ năm 2018, nhưng mà mình đã dùng nick của bố mình là để chỉnh sửa tên của mình. Oh, gì đây, chúng nó là chúng. Ê, đừng mà. Oh, con gì đây, con gì? Hình như con này con khỉ ấy sao ấy. Bison. Ờ bison. Super Studio. Đó. Chào đã thơ thì chọn như tên này vậy. Super Studio. Ok. Cái tên
nice and okay, chop it in super shooty. Okay, okay. Mình chuẩn bị tung cái thùng kia nhưng mà bị văng ra. Mình chuẩn bị tung cái thùng kia. Đeo luôn, đeo cái headphone. iPhone. Nó chạy nhanh, chắc con đấy chạy nhanh được. Tai con là điều hết đấy. Thấm. Đâu, yên đâu, con đã điều đây. Ui. Lại lần nữa nha. Tại nó bị kích động cái con đà điều này nó. Hãy lên nào. Xin bắt được nó rồi. Oh shit. Chạy có 730 mét mà. Vãi lò này chạy được có 730 mét mà đã bị đâm. Chưa là bắt cái con rất là khó. Oh my goodness. Bắt được nó.
sẽ bỏ cái thiết bị kia ra đây. Thấm, thấm, Kenya Vitamin Sensor mới, chiết xuất YouTube gấp 30 lần vitamin C. Trời ơi, sao Khan cứ bắt mình chơi cái game này. Phải đá nữa chứ. Cái quảng cáo này thì có xuất hiện trên TV là được. Có xuất hiện trên TV là được. Ha ha ha!
Mấy con bắt nó. Harima quick do này, pepper. Chọn cái đen này luôn. Cuối cùng cũng bắt được nó. Con boss trick. Cuối cùng cũng bắt được con boss trick. Continue. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Charizard, Fred, Super 3D, Arima. Như vậy là sao nhỉ? Động vật không vui như vậy nghĩa là sao? Sự kìa. Mở khóa map mới thôi. Đi mở sa mạc Savanna hả? Nâng cấp rồi. Dên nâng cấp cái chuồng lửa lửa bằng. Mình có thể nâng cấp thoải mái mà không mất một xu. Để nâng cấp thoải mái mà không mất một xu này. Let's go. Masuk. Cái gì vậy? Con rùa con mới. Một con chim. Oh my god, một con chim. Con này con kẹt kẹt. Con kẹt kẹt à? Con kẹt kẹt. Super shooty là tên của con đấy hả? Oh, guru. Piccolo. Piccolo à? Ok, Piccolo. Con kền kền. New animals. Ôi, kìa kìa kìa. Lại lần. Nhiệm vụ này là sao nhỉ?
Hoàn thành thêm 7 nhiệm vụ nữa hả? Rồi đi đeo cái thằng xuống. Let's go. Hai guy chạy được lâu hơn. Không biết có chạy mình có chạy được lâu hơn không. Ôi. Two voter of habit. Không thể chạy được. Chưa chắc mình có thể chạy được lâu. Con này con gì nhỉ? Châu nước à? What the buffalo? Warrior. Nghe giống cái tên của loại nước tăng lực có tên là War cũng là Warrior. Đây đây có con vật mới thì đột nhiên mình bị ngã ra. Thank you.
xứng này. Cái lần gì đấy? Không hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn. Skip chắc skip nhiệm vụ chắc còn đâu đéo cho skip đâu. Thề. Ủa sao mày đeo xịt xịt đấy? Đừng ba! Đấy chứ các con vẫn đấu như Oh my god, một phút trời. Cảm ơn bạn công nha. Trăm linh chín này ạ, ok luôn. Kỳ luôn. Ok. Kỳ luôn. Video để giải phóng dung lượng máy. Mà đừng lo, đã có Terabor cung cấp 1024GB dung lượng miễn phí. Bạn có thể tải tất cả. Vậy là chúng ta đã xong một tập của Starbell. Tiếp tập sau sẽ có gì mới chúng ta hãy cùng đón xem nhé. Cảm ơn quý vị đã xem video của mình. Hẹn gặp lại quý vị ở các video sau. Bye bye.